Hiện nay, ngoài việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy truyền thống, người dân có thể thực hiện việc đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng bảo hiểm y tế điện tử, giúp đơn giản hóa giấy tờ, dễ dàng xác thực và tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, tránh được tình trạng mất, hỏng thẻ như khi dùng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Bảo hiểm y tế điện tử là hình thức sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trực tuyến thông qua ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID, ứng dụng định danh điện tử VNEID hoặc thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Hôm nay anh Cầm ở xã Đoàn Đào chở mẹ lên trung tâm y tế huyện Tiên Lữ khám bệnh. Do sơ ý, mẹ anh để quên thẻ bảo hiểm y tế giấy ở nhà. Nhờ có ứng dụng định danh điện tử VNEID mức độ 2 đã cài đặt trên điện thoại, việc xác thực và tra cứu thông tin bảo hiểm y tế cũng như lịch sử khám chữa bệnh của bệnh nhân nhanh chóng được nhân viên y tế truy xuất để làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thẻ giấy thì rất hay bị quên và bị nhầm lẫn và có thể bị nhanh bị hỏng nữa. Rất may nó có thẻ bảo hiểm điện tử này thì dành cho công dân thì rất là tiện lợi và an toàn, nhanh chóng. Lần tới thì em sẽ hướng dẫn để mẹ em tự sử dụng. Bệnh nhân không phải mang nhiều loại giấy tờ, họ chỉ cần mang mỗi căn cước công dân thì lên đây chúng tôi cũng vẫn làm theo đúng cái mức hưởng của bệnh nhân. Phía trung tâm thì đã trang bị các cái máy quét và khi mà quét bằng mã QR thì rất là thuận tiện trong quá trình đăng ký để cho bệnh nhân vào khám nhanh hơn. Tại tỉnh Hưng Yên hiện nay, 193 trên 193 cơ sở y tế có thể đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tra cứu thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip đạt 100%. Việc các đơn vị y tế thực hiện phối hợp hướng dẫn tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế trên căn cước công dân gắn chip trên ứng dụng VSSID hoặc VNEID giúp tiết kiệm tối đa thời gian thực hiện thủ tục khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Quét cái căn cước công dân hay là quét mã code trên điện thoại thì nó chỉ mất từ 3-5 giây thôi. Vô cùng tiện lợi và rất là nhanh mà giảm tải được cho cả bệnh nhân lẫn cả bệnh viện. Để từng bước chuyển đổi sang việc sử dụng bảo hiểm y tế điện tử, góp phần hướng tới nền hành chính hiện đại, chính phủ số, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên dừng việc in thẻ bảo hiểm y tế giấy những trường hợp cấp mới, cấp đổi, cấp lại với đối tượng là những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, người làm việc trong ngành công an, quân đội và các tổ chức cơ yếu. Đây đều là những người đã cài đặt ứng dụng VSSID, VNEID hoặc có thẻ căn cước công dân gắn chip. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có văn bản gửi các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phối hợp giải quyết không làm ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế.